mưa lúa bần nên xanh tốt, mà trong bom trong cạn đất vẫn cứ sinh rồi anh để bay biển đồng châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu đưa em về đồng cõi. Anh thương em anh nói, em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để em đưa vâng. Xin mời chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục đến nhà anh Tùng tại đường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để lắp cho anh hai đôi giò xe ép. Bên em đã treo thi công hết rồi, treo loa, bốn loa bốn góc các bác nhá. Đây còn một chiếc loa bên này nữa này. Thì nhà anh cũng khá là rộng, phòng này tầm độ 60-70 mét. Đấy, trước khi anh có lấy bên cửa hàng em là một đôi một con súp phai tổ rồi. Đấy, phai tổ 40. Anh thì vừa đúng kích cỡ cái tủ này thì anh nhét vào luôn. Đấy. Thì ta sản phẩm lấy bên nhiều Vinh là nhiều thôi. Đấy, còn lấy nguồn TD này. Mic DB 550 Pro này. Vang S690 này. Đẩy bãi DMX XP700 này. Đẩy VS P4800. Đấy. Thì một con đẩy PS này đang chập kênh và đánh một con súp, còn hai kênh đánh loa và hai kênh trên đánh loa. Loa thì bên em khá là đẹp, trong hàng về tuyển chọn các bác đây. Đấy. Thì công lắp đặt luôn nhà bác chủ nhà luôn. Đấy. Thì anh cũng kiểm tra rất là kỹ càng và loa là loa xịn mà. Đấy. Ruột gan rất là đẹp. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh trong khi em đã căn chỉnh xong cho anh nhé. Đến đây buồn trong sáng.